chào bạn, các bạn đã quay trở lại trên đường mình. Cũng khá lâu rồi mình không review, mình không tìm cho người về những cái local brand mới, mà mình chỉ xoay quanh với những cái local brand mà mình đã từng review rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về một cái local brand mà hoàn toàn mới. Thực sự là rất là mới và mình rất là ngạc nhiên về cái local brand này luôn. Và nó chính là local brand X5. Và X ở trong cái từ này là một cái đại diện cho nhân tố, một cái nhân tố bí ẩn. Nếu như các bạn không biết về cái X5 này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể click vào nó để biết thêm về và về website, Instagram và về fanpage của X5. Và theo như mình tìm hiểu đây thì X5 có một cả một cái group để các bạn có thể giao lưu với những cái sản phẩm của X5 hoặc là giao lưu với cả outfit. Các bạn có thể join group đó để có thể là giao lưu cùng với cả mình luôn. Về X5 này thành lập vào năm 2015 và nó đã thành lập được khoảng 4 năm rồi. Nhưng mà tuy nhiên là đến năm 2019 đến năm nay, đến hiện tại thì mình đã sử dụng cái sản phẩm của X5 này. Và nếu như X5 có xem được cái video này thì cho mình gửi lời sorry một chút là đến bây giờ cho mình mới được trên tay một cái sản phẩm mà nó thực sự là tốt về cả chất lượng, hiệu năng và cái giá thành của sản phẩm nữa. Và không nói nhiều với các bạn nữa, bây giờ thì mình sẽ unboxing luôn ba cái sản phẩm mà mình đã đặt của X5. Và các bạn sẽ được đóng gói một cái packing như này. Và đây sẽ là một cái giấy bì bình thường thôi cùng với cả một cái logo của X5. Thì bây giờ thì mình sẽ xé cái logo này ra để lấy được những cái sản phẩm bên trong áo này. Thì ba cái sản phẩm này là hoàn toàn là t-shirt. Mình cũng định đặt qua một cái hoodie của bên X5, nhưng mà rất tiếc một chút là cái hoodie mà mình đặt ấy nó đã bị sold out rồi, cho nên là mình sẽ đặt nó vào một cái dịp gần nhất khi mà nó restock lại. Về phần packaging của nó, các bạn có thể thấy đây là một được chúng ta được liệu trong một cái túi zipper. Ở mặt trước thì sẽ in cái logo của X5 luôn. Về cái cảm nhận của mình về cái ni lông này á, nó thực sự rất là dai. Nó gần giống với cả cái chất liệu ni lông của cái túi Fox mà mình đã từng sử dụng nó. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Và các bạn có thể thấy là cảm nhận đầu tiên của mình là cái form áo này, nó là một cái form áo là form áo oversize. Và cái phần chiều dài cũng như chiều rộng của áo ấy, nó tương đương với một cái áo form oversize. Và về cái chất vải của cái sản phẩm này thì theo như mình đánh giá, đây là một cái chất vải sản phẩm là một cái chất liệu bằng 100% cotton. Nhưng mà nó không phải là một cái cotton như kiểu như là cái cotton mà các bạn hay thường thấy là nó sẽ là như là gọi là thô ráp. Còn cái cotton này nó là một cái cotton co giãn 4 chiều, cho nên là các bạn mặc áo form ấy, các bạn có thể là co giãn rất là thoải mái, kéo giãn ngang hoặc kéo giãn dọc rất là thoải mái. Là trước đây thì mình không thích cái chất liệu này đâu, nhưng mà cho đến gần đây mình sử dụng một số những cái áo t-shirt của hãng khác thì họ cũng đã sử dụng cái chất liệu vải cotton co giãn 4 chiều này, cho nên là các bạn mà khi mà các bạn mặc vào ấy, các bạn sẽ không cảm nhận được đó là vải cotton đâu, mà là các bạn sẽ cảm nhận được một cái vải gì đó nó có khá nhiều cái phần trăm polyester, cái phần trăm co giãn, cho nên là các bạn sẽ không thích nó. Nhưng mà dần dần mặc một thời gian ấy, các bạn sẽ quen với cái chất vải này. Và cái ưu điểm của cái chất vải này á là các bạn mặc nó không hề bị rão form áo, và cái form áo của nó nhá không bao giờ bị cũ luôn. Mình có một cái áo này form áo kiểu như này, mình mặc rất là nhiều lần và mình giặt rất là nhiều lần, nó màu trắng hẳn hoi nhá, mà các bạn giặt nhá không hề bị cũ. Có nghĩa là thường thường đối với những cái áo t-shirt mà 100% cotton mà nó kiểu như là nó co giãn khoảng một chiều là không hề co giãn ấy, nó ở kiểu như là vải thô ấy, thì các bạn mặc vào thì nó vẫn lên form sẽ rất là đẹp. Ngoài ra thì các bạn mặc giặt khoảng 1-2 lần nó sẽ bị rão áo, nó sẽ bị giãn cái cổ áo này, và khi mà các bạn giặt thì có thể sẽ gây ra cái những sổ lông. Và cái áo của nó nhá thì rất là nhầu. Còn đối với cái áo này này, khi mà áo giặt xong thì nó sẽ nhầu, nhưng mà khi mà các bạn phơi, các bạn rũ như này thì là cái phần áo của nó sẽ được giã hoa hoàn toàn. Và khi mà các bạn mặc vào ấy, nó có cái nhiệt độ của cơ thể người nó cũng sẽ giã được, nó sẽ cũng sẽ làm bớt cái phần nhăn này đi, cho nên là các bạn yên tâm về cái độ nhầu, độ nhăn của áo không hề xuất hiện khi mà các bạn mặc một cái vải cotton 4 chiều này. Và cái chất liệu này thì nó thực sự rất là mát và nó khá là thấm mồ hôi bởi vì nó là 100% cotton. Thì cái chỉ vai thì được may hoàn toàn là gồ lên. Như mình đã từng nói là những cái áo t-shirt mà may gồ lên ấy thì để lo nó làm tôn được cái phần vai các bạn lên. Về cái phần ống tay áo thì nó làm cũng rất là chỉnh chu và chi tiết. Một cái đặc điểm cực kỳ là khen ngợi cho cái hãng X5 này đó chính là cái đường chỉ may của họ. Đối với những cái đường chỉ may mà để cố định là cái áo á, là thường là nó sẽ may bằng đường chỉ 2. Còn đối với riêng X5 nhé, là họ sẽ may bằng cái đường chỉ 3, nghĩa là 3 đường chỉ một lúc.
Điều này sẽ khiến cho cái áo các bạn sẽ không hề bị lùng bùng ở cái phần cố định của áo, ở cái phần cố định của tay áo hoặc là ở cái phần cuối của cái thân áo ấy, thì nó sẽ không hề bị lùng bùng, cho nên là các bạn yên tâm. Và theo như mình tìm hiểu thì đối với những cái máy khâu mà có ba điều chỉnh này á, những cái máy khâu rất là xịn và những cái máy khâu rất là cao cấp, và cái đối với van và đối với những cái chất liệu cao cấp như thế thì tất nhiên là họ sẽ phải trả ra một cái giá nó cao hơn cái giá bình thường, nhưng mà điều này không thể ngăn cản được cái X5. Theo như mình tìm hiểu ở đây thì X5 là luôn muốn hướng tới mọi người Việt Nam sử dụng những cái sản phẩm mà nó có những chất lượng tốt, có một cái cách nhìn khác về cái local brand ở Việt Nam. Và mình thực sự rất là thích cái X5 này, và đây có lẽ là một cái điểm cộng cực kỳ nhiều cho X5 Việt Nam. Về cái phần cổ của nó thì được dệt kiểu như là các bạn cảm giác như là dệt bằng len, bằng vải, một cái chất liệu mà nó có thể co giãn được. Nhưng mà tuy nhiên là nó ở cái dưới phần cổ nó sẽ cố định là được một cái bằng một cái xích mắc được chỉ, cho nên là các bạn yên tâm về cái phần giãn cổ này, nó sẽ không hề bị giãn khá quá là nhiều, bởi vì là nó đã cố định được ở đấy rất là nhiều rồi. Và nó chỉ là chi tiết về những cái áo này. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến, nó chính là cái thiết kế của sản phẩm. Một cái tag bên trong, và đây chúng ta sẽ có một cái tag như này. Thì cái tag như này là bao gồm là ba cái tag. Một cái là ghi là nghĩa là cách mà các bạn có thể bảo quản áo. Và ở đây sẽ có một cái tag nữa được in chất liệu là plastic ở gắn ở trên này, nhưng mà nó không gắn theo kiểu như là các bạn dùng một cái móc để mà móc vào đâu, mà nó dùng bằng một cái, nó chứa một cái kim băng, và bạn có thể treo cho chỉ những cái áo của bạn hoặc là treo đâu đó thì tùy sở thích của mỗi người. Nó sẽ có một cái kim băng rất nhỏ thôi, và dưới phần kim băng đó là một cái tag có in cái logo của X5. Và ở mặt dưới cái X5 này nó sẽ ghi những cái như là X5 but keep away from file, và những cái logo cần thiết để các bạn có thể là lưu ý về cái phần giặt là. Còn ở dưới sẽ là ghi một cái là Made in Việt Nam. Và thì về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn nhìn từ đấy rồi thì các bạn có thể biết được là nó một cái áo t-shirt có một cái hình logo ở giữa, và mặt trước này của mình sẽ là một cái hình có biểu tượng nó như một cái USB, và có một cái chữ X5 ở đây cùng với những cái như là password và sao. Và điều này có thể là đây là một cái hình rất là đơn giản của X5 thôi. Và ở mặt sau của cái này sẽ là một cái chữ rất là to, đó là chữ loner. Thì cái chữ loner này nếu như các bạn dịch ra nó sẽ là một cái người cô độc, nó là của cái từ là lone, người cô độc, người cô đơn ấy. Và ở dưới sẽ là một cái bàn tay được thiết kế theo kiểu như là bàn tay của robot ấy. Và cái phần điện của nó thì chảy dài xuống tít tận dưới của áo cơ, cho nên là các bạn sẽ là một cái đặc điểm, một cái điểm nhấn rất là mới. Và cái chất liệu này thì mình thấy là nó khá là bền. Nó không phải là cái chất liệu in DTG, hoặc nó không phải là cái chất liệu in DTG, nó cũng không phải là cái chất liệu in DK như mình từng gặp. Và đó là tổng quan về chiếc áo loner này. Bây giờ thì mình sẽ unboxing thêm những cái áo t-shirt còn lại. Và tiếp theo thì mình sẽ unboxing cho mọi người một cái áo nữa, đó chính là một cái áo t-shirt màu trắng. Và về cái thiết kế packing của cái sản phẩm này thì các bạn có thể thấy là nó khá là giống với các cái sản phẩm vừa rồi, cho nên là mình sẽ không nói quá nhiều về cái packing nữa. Nó cũng chỉ được trong một cái túi zipper và có một cái logo X5 ở đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái sản phẩm này ra. Các bạn có thể thấy đây là một cái t-shirt màu trắng. Và về cái form áo cũng như là cái chất liệu vải của cái áo này thì nó khá là giống áo đen vừa rồi mà mình vừa giới thiệu cho mọi người. Nó là một cái chất liệu vải cotton 4 chiều và nó có một cái form áo là một cái form áo oversize. Về những cái chi tiết đường chỉ cũng như là những cái chi tiết về cái cố định về cổ áo, về vai thì nó khá là giống với cả cái áo kia. Nó chỉ khác một chỗ đúng là về cái hình và màu sắc của nó. Với cái hình mặt trước thì nó không có quá là nhiều. Và cái áo này nó nói về việc cháy rừng là một cái việc mà do con người làm ra. Và nếu như không biết thì cách đây khoảng, nếu như mình không nhầm thì là khoảng tầm khoảng 1 đến 2 tháng là có thể là hơn, là một cái nạn cháy rừng của Amazon nó thiệt hại đi rất là nhiều những cái cây xanh. Và nếu như các bạn không biết thì Amazon là một trong những cái lá phổi của cả thế giới. Họ gọi như vậy bởi vì là cái rừng của nó, rất là lớn. Sau cái áo này chúng ta sẽ có một cái chữ rất là to là cái chữ human. Nếu như các bạn không biết thì human là nói về con người. Bởi bên trong cái human này là một cái hình thực sự rất là ý nghĩa. Nó là một cái hình bao gồm những cái đám lửa, những cái đám cháy cùng với những cái cây xanh ở những cái rừng, đặc trưng là rừng Amazon. Về cái chất liệu in thì ở đây nó không được sử dụng là cái chất liệu in là DK nữa. Và nếu như mình không nhầm thì đây là nó sử dụng một cái chất liệu in là chất liệu in DTG. Về cái chất liệu in DTG này thì mình thấy là nó các bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái độ bền của cái chất liệu in DTG, bởi vì là cái chất liệu in DTG nó là một cái chất liệu in kỹ thuật số rồi, cho nên là các bạn yên tâm về cái màu sắc, về cái chi tiết độ rõ nét của những chiếc áo như này thì làm ra thực sự rất là hoàn hảo. Và ở bên góc bên phải, ở bên góc bên phải của cái áo này nó sẽ có một cái bảng chú thích, và ở đây sẽ ghi là human fuel, và đây sẽ có một cái những cái phần rất là quan trọng của con người là oxy và carbon. Thì đây là những cái phần mà các bạn có thể xem thêm và tìm hiểu thêm. Và ngoài ra bên trong t-shirt này có một cái tag nữa. Về cái tag này nó là một cái tag rất là dài, nó có ghi những cái thông tin chú thích của cái áo.
Đây sẽ là một cái logo của X5. Và đây sẽ có ba cái logo của X5, bao gồm là logo của X5 dạng hình vuông, còn là logo X5 dạng hình kiểu như là chữ graffiti, chữ kiểu hip hop, và một cái logo X5 kiểu một cái dạng hình kiểu như là một cái logo chuẩn, một cái logo thương hiệu. Và mình sẽ cất cái áo đi và cũng như là mình sẽ unboxing thêm một cái áo nữa để kết thúc video này. Và tiếp theo cái video này thì mình sẽ unboxing thêm một cái áo nữa, đó chính là một cái áo t-shirt màu đen. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì nó vẫn y hệt như là những cái áo vừa rồi. Nó sẽ được ở trong một cái túi zipper như này thôi, cùng với một cái logo ở đằng trước như này. Bây giờ mình sẽ mở ra. Như vậy là mình đã cho bạn xem qua về cái hình của cái áo này, cũng như là cái những cái thiết kế của nó, những cái về cái chất liệu cũng như là cái detail của nó thì nó khá là giống với cả hoàn toàn với những cái áo kia rồi, và nó được cố định bằng đường chỉ là 3 mũi. Và đây là một cái áo gọi là Vietnamese Guardian của X5. Thì cái áo này có thể gọi là một cái áo signature, một cái áo best seller của bên họ. Thế là cái áo này ra lần nào thì hầu như là đều sell out rất là nhanh. Và chính vì vậy mình đã không có được một cái áo hoodie của X5 mà cái hình của nó tương tự hiện như này. Nếu như các bạn nào có một cái hoodie Việt Nam Guardian của X5 như cái áo này thì các bạn có thể pass lại cho mình mặc là size XL nhá. Về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là mặt trước nó có một cái chữ X5, một cái logo X5 nhỏ ở đây thôi, được in theo một cái tông màu là một cái tông màu vàng. Ở mặt sau của nó thì nó sẽ có một cái hình. Nên như mình không thể nhìn ra được cái hình này, đó là một cái hình đầu của con sư tử hoặc là đầu một con rồng. Nó là một cái những họa tiết, nó bao gồm là những họa tiết đường nét vẽ kiểu như các bạn vẽ theo một cái đường thẳng như này. Nếu như các bạn có thể biết thì các bạn có thể comment ở bên phía dưới để cho mình biết thêm về cái hình này là hình về là hình con rồng hay là hình sư tử hay là một cái hình gì đó. Các bạn thì nhìn gần các bạn có thể là cái chất liệu này nó như là một cái chất liệu mạ vàng ấy. Điều này có thể nhìn vào từ xa và các bạn nhìn vào thì các bạn thấy rất là nổi bật. Và như vậy là mình cũng đã review như là giới thiệu cho các bạn xong ba cái sản phẩm của X5. Và để nói với những cái góp ý cũng như là những cái góp ý mà mình không hài lòng với X5, vì mình thực sự không có một cái gì đó mà không hài lòng với cái X5 cả. Và đối với mình là cái X5 này, và đối với những gì mà mình nhận lại được khi mà mình mua một cái áo của một cái local brand ở Việt Nam mà mình thấy là thực sự rất là thích là về cách mà họ wrap nhắn của mình, về phần đóng gói, về phần packing của họ, cũng như là về cái giá thành và cái sản phẩm của họ thì thực sự đưa ra rất là tốt. Về cái X5 này thì mình thực sự rất là khen ngợi. Các bạn có thể thấy là mình đã nói rồi, đó chính là về cái đường chỉ may của họ, cũng như là cái thiết kế và cái mẫu mã và cái form vải áo của họ thì thực sự rất là đẹp, rất là chất lượng. Và mình luôn luôn mong muốn là X5 sẽ làm ra những cái sản phẩm rất là tốt để mình cũng như là các bạn có thể sử dụng được. Và ngoài ra thì mình mong là X5 sẽ sản xuất thêm những cái sản phẩm như là quần jean, quần short, hay là những cái quần kiểu sweatpants, hoặc là những cái áo hoodie nó khác hơn so với những cái form hoodie hiện tại. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về X5. Và về chi tiết của X5 này thì mình sẽ để link ở phần mô tả ở bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về X5. Các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram mình để biết thêm về mình sẽ mặc những cái áo X5 này như thế nào, hoặc là mình sẽ mặc những cái model khác như thế nào ở phần mô tả bên phía dưới luôn. Và lần thứ hai thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình. Và bên cạnh nút subscribe có cái nút chuông, các bạn đừng quên bấm vào đó để nhận thêm thông báo mỗi khi mình up video mới lên. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.